không thể có một sớm một chiều, một năm hoặc hai năm là có ngay một cái trường đại học như mình mong muốn. Cái ý tưởng của cái trường Đại học Đại Nam lúc đầu là ngoài đào tạo cơ bản về kiến thức thì có một cái rất quan trọng là gắn với thực tiễn. Đấy. Và cố gắng là đi theo cái hướng đấy để đào tạo cho một học sinh ra là có khả năng làm việc, đáp ứng được các yêu cầu của xã hội. Trường này sẽ định hướng là trường đại học ứng dụng, chủ yếu là theo cái tư duy là đại học ứng dụng, để các em học sinh vừa học là lý thuyết nhưng gắn liền với lại cái thực hành. Cho nên là tất cả các ngành nghề sẽ đi theo hướng đó, chứ không phải là mô hình trường đại học nghiên cứu. Và vì vậy cho chúng tôi cũng không trang bị quá nhiều những kiến thức lý luận cho sinh viên, mà chúng tôi chủ yếu mục tiêu là nhà trường làm thế nào dạy cho sinh viên cách khi ra trường biết giải quyết vấn đề trên cái cương vị, cái công tác của họ mà đảm nhiệm. Lúc ấy anh Sơn đang là tổng giám đốc VPBank thì mới thấy được rằng là cái hệ thống nhân viên của VPBank nó đang thiếu cái gì. Trước đây nhà trường công ấy, là dạy theo cái gì mình có chứ không phải dạy theo cái mà xã hội cần. Thế trong khi đó thì các trường tư thì lại được quyền là gì, thay đổi giáo viên theo hợp đồng. Về đây cái thì lại giao cho tôi một cái việc là đi khảo sát lại nhu cầu của thị trường hiện nay đối với đào tạo dược sĩ đại học như thế nào. Thế thì chúng tôi đã làm một cái cuộc khảo sát điều tra tất cả những cái người mà sử dụng cái nhân lực dược ở đây, tất cả các doanh nghiệp dược là bọn tôi đi phỏng vấn hết, là xem theo họ thì hiện nay đào tạo dược sĩ nên đào tạo những kiến thức gì, những kỹ năng gì và cái thái độ của ông dược sĩ như thế nào để có thể đáp ứng trong 5-10 năm tới. Cái chữ học để thay đổi nó không, cái câu đó mình không có muốn chỉ nhắm đến mỗi sinh viên. Đại học Đại Nam đã quyết định là đưa những cái chuẩn về tiếng Anh, chuẩn TOEIC vào cho sinh viên ngay từ những cái khóa đầu tiên. Mở các lớp mà chất lượng cao, rồi có chính sách đãi ngộ và đồng thời có những cái tổ chức mà phục vụ cho việc học ngoại ngữ. Ban giám hiệu và chủ tịch hội đồng quản trị thì cũng có làm việc và liên kết với Đức, với Hàn Quốc, với Nhật, nhưng cụ thể là vừa rồi có liên kết với trường Nippon Nippon của Nhật Bản. Trong cái chương trình đào tạo đặc biệt là kiến trúc á, thì các cái nền tảng về kiến thức về xã hội, về lịch sử, về phong tục tập quán vân vân là cái là được rèn. Năm thứ ba là chúng tôi đưa đi 3 chuyến, tức là đi tất cả các tour chuyến, đi vào miền Nam, đi tất cả các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh. Có chương trình là 2 năm học ở Đại Nam và 2 năm đi thực tập, học thực tập có học bổng ở bên Nhật. Một cái kế hoạch, một cái hoạt động nào đó nó ra thì nó nhanh lắm, triển khai nó xuống dưới nó rất là nhanh. Nó không còn cái gì đấy gọi là phải mất cái thời gian này thời khác. Sự cống hiến cũng như là cái ý tưởng sáng tạo của mọi người được áp dụng và nó diễn ra trong thời gian ngắn thôi. Muốn thay đổi được những cái kết quả của cuộc sống, nói chung không phải là chỉ trong một lĩnh vực nào, thì phải bắt đầu từ tư duy. Mà muốn thay đổi thì phải học. Không có cái gì mà không học mà lại có thể thay đổi được, có thể làm tốt được. Hàng năm đấy, thì nhà trường đều tiến hành rà soát cái chương trình đào tạo và để xem có những cái môn nào, môn học nào, học phần nào nó không còn phù hợp trong hiện tại thì sẽ có một cái sự điều chỉnh. Đại học Đại Nam ấy có một cái định hướng ban đầu tôi nghĩ là định hướng rất tốt, là cái định hướng là gắn cái đào tạo của Đại học Đại Nam phục vụ cho nhu cầu của các doanh nghiệp, và đó chính là đi theo định hướng của thị trường đó. Thì hội đồng quản trị lãnh đạo nhà trường rất chú trọng tới hai kỹ năng, đó là kỹ năng ngoại ngữ và kỹ năng mềm. Thì Đại Nam cũng là một trong những đơn vị rất là tiên phong đưa hẳn cái môn kỹ năng mềm vào đào tạo và thành cái chương trình chính thức, và sinh viên của các khối kinh tế học hai phần kỹ năng 1, kỹ năng 2. Còn sinh viên của ngành quản trị kinh doanh chuyên ngành thì người ta học đến kỹ năng 3 rất là sâu. Và như vậy là với những cái kỹ năng đó đã giúp sinh viên rất tự tin, của Đại Nam rất tự tin khi mà phỏng vấn. Có thể là cái kỹ năng còn tốt hơn rất nhiều so với các trường khác. Ngoài cái việc đảm bảo những cái kiến thức cơ bản theo quy định thì dạy cho các em kỹ năng làm việc, kỹ năng sống, tất cả những kỹ năng mềm và ngoại ngữ. Để khi ra trường là các em có thể làm việc ngay mà doanh nghiệp không phải đào tạo lại. Chính vì thế cho nên cái kết quả mà Đại Nam đạt được là 98% sinh viên ra trường có việc làm. Hầu như các bạn đều có suy nghĩ là khi vào được đại học rồi thì mình
chỉ cần đạt được kết quả cao, lấy được bằng nhưng mà không mấy khi suy nghĩ được việc là sau này mình sẽ làm gì hay định hướng công việc của mình như thế nào. Phụ huynh thực ra là rất là thực dụng, người ta quan tâm đến những cái ngành mà có thể là nó nhìn thấy một cách rất rõ ràng, đem lại cái cơm áo hậu tiền ngay lập tức. Bố mẹ cho tiền đi học là để mình có được một công việc ổn định ạ. Nên là khi bước vào trường đại học Đại Nam thì em đã định hướng được việc mình phải bước tiếp theo tương lai của mình. Hiện nay nếu mà so mặt bằng chung thì học phí của hệ đại học, đặc biệt là ở trường đại học Đại Nam, đang thấp hơn cả học phí của các em học sinh tiểu học hoặc là mẫu giáo. Nhưng cũng không vì thế mà chúng ta nghĩ rằng là vì thu thấp mà chúng ta sẽ đào tạo chất lượng thấp. Mà mục đích ở đây nhà trường đang hướng tới là thu học phí dù là thấp nhưng vẫn đào tạo chất lượng cao. Như các trường khác thì tôi được biết là học mới khi bắt đầu bước vào sẽ học những môn như triết, pháp luật đại cương. Nhưng chúng tôi bắt đầu được học từ nhân cách, được học từ những môn đơn giản nhất như kỹ năng mềm. Tôi mới ra đây hơn một tháng. Quê tôi ở Hưng Yên. Quê tôi ở miền Trung, ở Quy Nhơn. Mấy tuần đầu thì rất là nhớ nhà, rất muốn về ạ. Ở mấy trường khác thì năm đầu thì sẽ rất là áp lực học sinh vào năm đầu, nên rất là áp lực ở việc học. Mỗi ngôi trường thì mỗi hoàn cảnh ạ. Nên là em cảm thấy lên đại học thì mình được trải nghiệm rất là nhiều. Trường Đại Nam rất là đặc biệt. Các thầy cô đều hướng tới cho học sinh ấy một cái sự gần gũi, hiểu tâm lý của các học sinh. Có rất nhiều các hoạt động của thầy cô đề ra để cho các học sinh có thể gần gũi với nhau hơn. Nếu mà học ở trường công mà cho dù rẻ nhưng mà sau ra không có việc làm hay là sau mình không có công việc ổn định thì em vẫn chọn ở ngôi trường này. Đối với các bạn học sinh sinh viên thì có lựa chọn trường tư hay trường công hay không thì tôi xin nói như sau, là bạn hãy tự hỏi bản thân bạn rằng là bạn muốn là ai trong tương lai. Học để thay đổi, đầu tiên là thay đổi cái tư duy, thay đổi cái cách nghĩ. Từ thay đổi cái nghĩ thì sẽ thay đổi ra hành động, và hành động nó lặp đi lặp lại, nó là nhân cách đấy. Thì nó sẽ thay đổi được cái nhân cách của con người.